Xin phép chào cả nhà mình nha. Hôm nay Tùng lại được tiếp tục đồng hành cùng dự án eStop, một dự án của Hoa Kỳ tài trợ nha cả nhà. Dự án này là nhằm mục đích là để phòng chống tác nhân gây bệnh của động vật hoang dã sang người ha. Được đồng hành cùng dự án thì cũng suốt 3 năm vừa qua thì cũng rất là nhiều cái nào để mình cần phải học hỏi ha. Với cá nhân Tùng là một người chăn nuôi thì cũng rất là mong muốn để được có thêm những cái kiến thức sâu hơn và đúng hơn để mình có thể áp dụng vào cái hộ chăn nuôi của mình, và sau này những cái người bà con mà muốn chăn nuôi tiếp theo mình có thể hướng dẫn và giúp cho họ có thể hiểu hơn ha về những cái tác nhân gây bệnh đồ này kia của động vật sang người. Đây là cái quyển sổ và mình rất là tâm đắc cả nhà, và rất là vui ở trong quyển sổ này là có cả một số những cái hình ảnh và một số cái ý người là tích cực tham gia cái chương trình này, trong đó có trải nghiệm của mình ha. Mình rất là cảm ơn và cái chương trình này rất là nhiều. Xin chúc cho tất cả là thật nhiều sức khỏe ha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.